Chào các bạn, mình là Thích Violon. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thê dây đàn sao cho hiệu quả và nhanh nhất nhé. Đây là một vấn đề khiến những bạn mới học cảm thấy khá là khó khăn và loay hoay. Thì hôm nay sau cái video này sẽ giúp các bạn tự tin và có thể tự thay dây đàn rồi nhé các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta phải biết 4 dây đàn của violon là 4 dây gì. Thì đầu tiên đi từ dây to nhất cho đến dây nhỏ nhất. Đầu tiên là dây son, đến dây re, và dây la và dây mi. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên thay lần lượt từng dây một thì sẽ dễ hơn. Ví dụ như ở đây dây son thì chúng ta sẽ thay dây son và giữ nguyên 3 dây kia. Thay xong dây son thì chúng ta sẽ thay lần lượt những cái dây khác. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thay dây nhé. Đầu tiên chúng ta cần phải kiểm tra kỹ 4 dây cần thay để tránh thay nhầm dây. Sau đó các bạn sẽ vặn cái chốt to ở đầu đàn theo chiều kim đồng hồ để hạ dây xuống. Sau khi đã hạ hết dây rồi thì các bạn kéo và rút nó ra. Các bạn nhớ kéo hết dây ra. Một số trường hợp đầu dây bị đứt không bị kéo ra được thì các bạn có thể dùng kìm để kéo cho dễ. Ở phần dưới thì bạn sẽ nhẹ nhàng lấy phần đầu tròn tròn ra để tránh nó bị mắc. Sau đó bạn lấy đúng dây tương ứng ra để thay. Các bạn tránh thay nhầm dây vì mỗi dây nó sẽ chịu được một độ căng nhất định. Với những dây cao hơn thì nó có thể bị đứt nếu thay nhầm. Bây giờ sẽ tới phần xỏ dây và lỗ. Trước khi xỏ thì bạn sẽ bẻ cong cong dây một chút để đầu dây bên kia lỗ có thể giữ được. Sau đó bạn sẽ nhẹ nhàng xỏ dây qua lỗ. Sau khi đã xỏ thì bạn sẽ quay cái chốt theo ngược chiều kim đồng hồ để xoay sang mặt bên kia để kiểm tra. Các bạn xỏ sao cho đầu bên đối diện chừa ra một phần để chúng ta có thể giữ được dây không bị tuột. Sau đó bạn sẽ dùng tay phải để kéo căng dây ra tránh nó bị lỏng. Sau đó bạn sẽ dùng tay trái vặn chốt ngược chiều kim đồng hồ để có thể xoắn dây vào. Các bạn vặn dây vào một mức độ vừa phải. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện luồn đầu tròn tròn vào phần đuôi đàn. Các bạn nhớ luồn sao cho nó xuống hết để tránh cái phần tròn tròn nó có thể bị bật lên và khiến tuột dây. Sau đó bạn chỉ cần vặn căng dây lên là đã hoàn thành rồi. Cũng khá là dễ thôi. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn thay dây rồi, khá là đơn giản và hiệu quả thôi. Các bạn áp dụng với 3 dây còn lại nhé. Ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nên dây sau. Còn các bạn hãy follow để đón chờ những cái video tiếp theo về violon nhé. Cảm ơn các bạn.